Có cô kia nói rằng là ba của cổ tắt cổ tự tử chết, mà cổ tha thiết của lễ nghe quý vị, tha thiết của niệm Phật, của lễ Phật, cầu Phật tiếp dẫn ba cổ, mà ông thắt cổ đó quý vị. Mà cái tâm người con tha thiết vậy mà của lễ mà ban đầu thì thắt cổ, mặt của ba cổ kỳ cục vậy mà cố niệm của lễ 8-9 tiếng đồng hồ, sắc diện ba cổ thay đổi hồng hào mềm mại luôn. Mà gờ trên đỉnh đầu ấm luôn, xung quanh thì lạnh mà trên đỉnh đầu ấm. Đây là cô nói rõ ràng luôn. Quý vị thấy cái tâm của người làm con cháu mà vì ông bà cha mẹ mà niệm cái sự giao cảm nó lớn như lắm. Sự giao cảm lớn. Bản thân mình ở phương xa mà cha mẹ mình mà có bệnh hoạn gì mình thấy cũng nao nao trong lòng. Nó có một cái sự giao cảm nha quý vị. Nên cái việc giao cảm đó, nên mình á mà niệm Phật hộ niệm cho ông bà cha mẹ mình là cái việc mà cảm ứng cao nhất và cảm hóa quan gia mạnh nhất. Kẹt chẳng đã là mà không có người nhiều mình rủ người ta thêm, nhưng mà rủ người thêm thì tốt, nhưng con cháu phải kết hợp hộ niệm nhiệt tình, khóc nó không có kết quả gì đâu quý vị. Thật sự mà nói, đối với người thân chết thì ai cũng đau lòng, nhưng không có kết quả, không có lợi ích gì chứ. Mà cả cuộc đời mình khi sống với người thân mình, họ cũng không muốn mình khóc đâu. Thấy mình buồn khổ là họ đã không muốn rồi. Từ nơi đó mà chúng ta bây giờ nghe đạo dứt hiểu rồi, cái việc mà mình giúp xác thực kìa, xác thực á. Chứ vừa mà gia đình mà có người mắc xong đi kêu người đến coi ngày giờ, việc này đừng có làm. Chúng ta trang bị trong gia đình mình cái điệu hộ niệm, như chùa mình những đức trang bị cho các cụ già thế chứ. Nên các cụ già vô đây ở thì các cụ già thấy yên tâm. Trang bị cho các cụ đặc biệt chưa, khu hộ niệm mà các cụ yếu thế chứ. Ngày nào cũng tu bốn thờ điệu hộ niệm, lấy cái điệu hộ niệm bắt ghế cho bà ngồi bà niệm quen luôn. Còn bà nào ngồi không nổi cho nằm, hoặc lấy băng ca ginh ra nằm cái chỗ đó niệm, niệm xong rồi đem băng ca ginh vào. Nên vô trong chùa mình á, không có phải là các cụ ngồi chơi sơ nước đâu, không phải đâu, mà các cụ phải có làm cái gì để xứng đáng với cái việc các cụ được nuôi dưỡng cái tâm giải thoát. Nếu như mình để các cụ ngồi chơi sơ nước thì khổ với các cụ gì sao, chết thì đi đọa lạc mới khổ. Nên già cho tu cái điệu hộ niệm bốn chữ, những đức niệm câu, bả niệm theo một câu, sau này khi bả gần mắt cái điệu hộ niệm nó hộ niệm luôn. Rồi những đức cài thêm ba công đoạn, vừa bệnh nói một chút xíu à, chết nói một chút, chết rồi nói một chút, thấy chưa? Nên từ nơi đó mà mình dùng đủ cách để mình giúp cho các cụ già. Đây là gì? Đây là cái tâm hộ trì, tâm hộ trì. Còn bây giờ mình á, ở nhà với con cái đi làm suốt rồi thì các cụ tự hộ trì mình đi. Con đường này mình tự ra đi đi, mình tự lo cho mình đi, mình đỡ ai? Lo cho mình là từ bây giờ mình nghe đạo, mình nghe pháp mỗi ngày. Có cái máy này nè mình nghe, mà trong cái máy này có điệu niệm Phật hộ niệm, có phương pháp tu trong đây sẵn luôn, còn nghe pháp được luôn, mà tiện lắm, hết pin đĩa sạc. Ví dụ như mình nghe tới cái bài số 10, mình bấm lại số mấy để mình niệm Phật lễ Phật, xong mình bấm lên số 10 cái là nó hát từ đầu ngay cái chỗ đó đó, chỗ đó đó mình nghe tiếp tục, nó tiện vậy đó, hết pin thì sạc thôi. Đó. Hoặc là chiếc máy giọt nước thì cũng y rang vậy, nó có điều hòa từ khóa tu đó. Mà chiếc máy này gì cũng hộ niệm được luôn rồi nè, hộ niệm được luôn. Nên mình đi đến chùa mình đặt số mình cho người thân của mình. Nên những đức nói cái tâm của mình lúc nào cũng có tâm bố thí pháp thì thông minh trí huệ. Đi đâu trong xe để vài chiếc máy niệm Phật nghe pháp,
một hai chiếc gì đó bất tử, lỡ gặp cái người đi xin hay gặp người đi bán vé số bất tử, mình thấy có duyên giới thiệu một cái tặng được cho một người. Cuộc đời mình cứ có tâm vậy, mỗi ngày có tâm pháp thí, có tâm tài thí, có tâm vô ý thí. Đi ra chợ, đi ngang cái sạp bán cá, tuy mình ăn chay nhưng mà mình đi ngang một cái, mình đeo cái máy niệm Phật cho nó nghe, hoặc là mình gần mình ai với Đà Phật, ai với Đà Phật, ai với Đà Phật. Mà gặp bà bán cá bà dễ tính chứ bà khó tính, bà tán cái chết luôn. Gặp sáng gì bán không được, từ lợi ai với Đà Phật hay gì đâu. Gặp ngay cái bà Đạo Thiên Chúa bà không thích nghe niệm Phật, hiểu không? Chửi cho con chọc, mình nói ai với Đạo Phật luôn. Chữ cầu mình ai với Đạo Phật, không mà coi với Phật, nghĩ là hay quý vị, nghĩ là hay. Tự nhiên hồi đó người ta chửi mình chửi lại mang tội. Bây giờ nhờ người ta chửi mình niệm ai với Đạo Phật, lúc người ta không chửi mình không niệm, ngộ ghê. Tổ sư nói hay thế ghê. Tổ sư nói rằng là không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Cái niệm là cái ý niệm sai của người ta tác động mình, người ta vừa tác động tới mình tác lại. Hay ghê chưa. Ngày xưa người ta cũng tác mình tác lại. Dù người ta chửi mình con này, mình chửi là con nọ. Bây giờ nó chửi mình con này, mình nói ai với Đạo Phật. Nên Phật A Di Đà ngài có năng lực làm bia lắm mấy vị. Giống như là có bắn ngài cỡ nào ngài cũng ăn thua. Còn mình mà đưa ra làm bia là nó bắn mình chút là mình te tu. Nên mình á được quyền đem A Di Đà Phật ra làm bia mà ngài cũng hoan hỷ lắm. Tại vì ngài nói rằng là ngài có năng lực mà. Ngài giống như có năng lực về chữ nhận. Giống như nói là hành đạo trong cõi đời giống như có chiếc áo giáp vậy. Tụng trong kinh Vô Lượng Thọ đi, có như có chiếc áo giáp bận ở trong cái cõi đời này, mà chiếc áo giáp này giống như chịu được cái mà chù dập bắn tỉa tá lả bên. Có chiếc áo giáp sẵn, mà chiếc áo giáp đó là gì biết không, là câu ai với Đà Phật, là chiếc áo giáp. Nên từ nơi đó mà trang hoàng được câu Phật hiệu là bình an trong cái cuộc đời để sống và gặp những sự trở ngại, nó không có làm ảnh hưởng mình. Thí dụ như quý vị là người biết niệm Phật á, dù lúc bình thường thì cũng ít niệm, nhưng mà đụng cái chuyện gì cái mình ai với Đà Phật, hoặc là ngày mình hết hồn vì cái ai với Đà Phật, mình đang đứng gì người ta phải đứng phía sau ta hù mình cái ai với Đà Phật. Đó là người biết niệm Phật nhớ. Nên mình gặp những sự cố gì mình ai với Đà Phật, người ta lấy cái búa người ta đập vô đầu con cá bóp A Di Đà Phật chứ. A Di Đà Phật, thấy không? Thấy mình cắt thịt rồi mình bây giờ mình ăn chay, mình tu với từ mình mang tâm từ bi. Ngày xưa mình chưa ăn chay á, mình thấy cắt cổ gà bình thường không có gì, cầm cái đùi gà nó chặt bụp 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 chặt như hết trơn, nó làm chả hay làm gì đó chặt như hết trơn. Thịt nó lóc ra xương để bên để nó hầm nước cho ngọt, còn thịt thì nó bầm ra vậy thôi. Mình thấy bình thường cái mình còn dọc thịt cầm lên công nhận thịt đỏ ngon ghê, thấy không? Mà giờ mình ăn chay với mình gặp thịt tự nhiên mình thấy tội nghiệp chúng sanh. Nên từ nơi đó mà mình gặp những trường hợp gì cái mình A Di Đà Phật, thấy chưa? Mình ngoài đời mình dễ thấy lắm. Mình đi ngang mà nhà đó mình thấy con cá lóc nó lóc cầm cái đập vô đầu búp. Búp. Thấy không? Đập cái mình A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, thấy chưa? Để thấy câu Phật hiệu hay chưa? Quá hay luôn. Đó. Nên á mình thấy hai chồng quýnh lộn quýnh bóp mình đều ngồi bên nhà mình. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật mình đi, thằng chồng mình nó quýnh vợ cái bạch cái A Di Đà Phật. Vợ nó quýnh lên thằng chồng mình A Di Đà Phật. Ngồi mình niệm Phật ta hồ mình niệm, đúng không? Hai chồng nó quýnh nhau tá la bình nhưng mình niệm Phật. Vậy mà mình niệm một chút hai vợ chồng nó quay lại mình.
Nếu chú ai chậu nó quay lại mình. À, nó nói là mình lạ quá. Sao mà hai bên đi quýnh lộn. Tự nhiên con nhỏ bên kia nó làm gì mà ai vậy đâu bật, ai vậy đâu bật. Tự nhiên con bật hiệu nó tác động một cái tâm của hai vợ chồng. Cái hai vợ chồng giống như nó có Phật tính mà. Con Phật hiệu mà tác động vào thì Phật tính nó phát ra. Cái tự nhiên nó thấy như sao mà mình hai chồng quýnh lộn chỉ vô duyên. Quýnh đi cho hai nhỏ bên kia nó ngồi nó niệm Phật hoài quá. Hiểu chưa? Mình ngồi ở đây nè, mình nhào qua bài bà nó quýnh lộn mình sao? Thấy không? Nó đang hứng nó quýnh lộn. Mà bây giờ mình nhào vô mình đưa cái mặt vô nó giọng mình cái. Cái này mà vô duyên, đúng không? Nên mình ngồi bên kia, mình ngồi cái cửa sổ, mở cửa sổ ra mình ngồi. Hai chồng nó chữ lộn quýnh lộn mình ngồi bên đây. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Không, một là nó sẽ nhìn mình mà nó chửi mình. Nhìn mình nó chửi nghe. Nó nói im cái miệng lại đi. Hai chồng tôi cứ lộn mày làm gì ngồi bên kia mình chu cái mỏ qua mình niệm A Di Đà Phật hoài á. Sau đó chửi mình cái mình A Di Đà Phật. Câu nhận hay nghe cái câu Phật hiệu này hay thế ghê. Thấy chưa? À, chữ mà mình không nói dầu do chứ không có cần nói cái tiếng. Không có đầu nói cái tiếng khác nha. Đừng có nói cái tiếng khác, nói tiếng khác nó không có lợi ích đâu. Muốn nó chửi mình A Di Đà Phật. Nó nhìn mình nó lùm mình A Di Đà Phật. Không, mình niệm là nó quá giải sạch nách đó chứ quý vị. Nó không có làm được gì mình gì đâu. Nó những đức chỉ cái cô kia mà chồng đánh cô mà cô niệm Phật mà chồng có đánh được đâu. Rồi cấp cô chạy cô trốn vậy mà cô trốn mà nó lú cái đầu lên mà nó thấy cái đầu bà nó nắm tóc và nó kéo. Mà trốn sao kỳ cục. Trốn mà đưa cái đầu lên. Mà ngồi mà đưa cái đầu lên đó, rồi nó kiếm mà nó thấy cái đầu bà. Cái nắm đầu bà nó kéo. Nó ghê nó quýnh gì đó. Nắm đầu kéo tu đi vậy đó. Đó. Nè. Nắm đầu nó kéo. Vậy đó mà ba hỏi như đứa xong như đứa chỉ với như đứa nói là mai mốt đừng có trốn. Mình trốn là nó đánh mình á. Bây giờ nếu mà nó gặp trường hợp gì mà nó đã chụp được mình nó đánh rồi thì mình đưa cái mặt mình lên. Mình niệm Phật, rồi lúc trước mình đưa mặt lên mình nghinh. Đưa lên mình nghinh. Đánh đâu đi. Đưa mặt ức nghinh rồi. Chết, quýnh ly liệt bây giờ đưa mặt tội nghiệp. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Giọng như lô mũi. Chảy máu cao. Lúc đó mình cái lúc đó là cái lúc quý vị niệm Phật cỡ nào là cái lúc đó đó. Lúc đó mới là cái lúc thật sự công phu niệm Phật. Hiểu chưa? Nó cái lúc đó là cái lúc quý vị tu được hay không là cái lúc vậy đó. Chứ cái lúc bình thường ngồi trước chánh điện thì niệm Phật là bình thường thôi. Nhưng mà cái lúc niệm Phật mà bị đánh, bị giọng như lỗ mũi, giọng như con mắt bầm nâu, mà niệm Phật được mới hay chứ. Đúng không? Một mặt niệm Phật á, là giữ được tâm Phật. Còn một mặt bị đánh kia là để trả cái nợ của cuộc đời này. Hiểu chưa? Đó mới là công phu tu đó chả. Nó ý là nói như vậy chứ không phải là nói là không bị đánh. Còn nếu như mà cái tâm của người làm chồng kia, cái tự tánh làm Phật nó mà phát triển, thì nó nhìn thấy vợ niệm Phật chỉ thấy tội nghiệp quá nó không đánh. Đó là cái tâm nó phát triển cái tâm Phật thì nó không đánh. Nhưng mà cái lúc nó đang sân hận nhưng mà mình niệm Phật vậy mà tâm ma nó mạnh quá, nó không phát triển tâm Phật thì nó giọng mình á. Không phải không? Ấy đâu, nó giọng lỗ mũi. Tại mình nhìn nó gì mình làm này. À, gì đó Phật. Hiểu chưa? Lúc đó là mình chịu đựng hết vì mình nghĩ rằng là phải trả nợ. Mình chịu đựng. Nó giọng lỗ mũi một cái máu cam chảy. Được quét. Có thầy không chị? Mới lần trước. Mới lần trước nữa. Tôi quýnh mấy chỗ khác. Đằng đây chợ là chợ đó. Tao thầy không chỉ. Đưa cái bắn lên riêng. Vết cái cây lỗ mũi. Con cam chảy quá chợ chảy. Chui ra. Lấy máu chạy vô mặt luôn ra. Liều mạng rồi phải không. Chui ngang lấy máu chạy vô mặt. Chạy vô mặt quá. Lát.
đưa cái mặt lên, A Di Đà Phật. Quá liều rồi hiểu không? Niệm Phật gan mà, giác ngộ hiểu mà. Nó nghĩ rằng sớm muộn cũng chết, thôi bây giờ cỡ sao cũng được, gì cực lạc, hiểu không? Chạy vô mặt từ luôn tùm la, hiểu chưa? Nhìn lên sợ tới mồ luôn, tại là trời. Sao nhỏ này sao nó kỳ cục cái trời. Hồi xưa mà quýnh một cái nó gặp máu nó xỉu, bây giờ lấy máu chạy vô mặt luôn tùm la. Mà nó nhìn mình nó nói A Di Đà Phật. Mà mới vô thì niệm dữ lắm, niệm cái tiếng dữ dằn, niệm A Di Đà Phật rồi dữ, bị quýnh chảy máu cam cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Niệm như sắp chết vậy đó, hiểu chưa? Nó, thì cái tâm đó đó là cái tâm mà nó thật sự là nó tín nguyện niệm Phật lắm, nó mới làm được như vậy. Quý vị, những điều những đức hướng dẫn quý vị là nó trong mọi lúc để mình đem cái Phật hiệu để mình áp dụng ở trong cái sự việc mà mình gặp phải sự cố. Khi mà nó gặp những sự cố nhưng mà mình giải quyết gì được thì sau này có những sự việc trong cái cuộc đời mình thì mình sẽ áp dụng có Phật hiệu được. Có nghĩa là nói là trong tâm có Phật thì mình không có còn sợ gì nữa chứ. Với mình nghĩ rằng cái cuộc đời này chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi à. Nó qua mấy chục năm ngắn ngủi này rồi, con người mình ai cũng sẽ chết một lần thôi. Nhưng sống ở trong cái cõi đời này thì nó phải có những sự trở ngại. Ai đến với cuộc đời này cũng trở ngại vì tu không tu gì, đi đến đây thì nó cũng phải có trở ngại. Nhưng mà mình có tu thì sự trở ngại trong cuộc đời này thì mình có thể biết quá giải vì mình hiểu về nhân quả. Còn không có tu mà nó trở ngại là mình lãnh đủ luôn. Nên cái những đức thường nói, có nhiều người người ta hỏi câu tại sao, hỏi câu tại sao nhiều lắm. Đặt câu tại sao, đừng nói hai câu tại sao làm gì. Phật nói là muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau thì xem cái nhân đời này thôi, chứ tại sao gì, đúng không? Đó, nên nó đa dạng cái sự việc ở trong cái cuộc đời này, nhiều thứ. Nên mỗi một người chúng ta nghe đạo rồi nên mình sống mỗi ngày nó vui là do mình hiểu. Nếu như bây giờ mình gặp một sự cố trong cuộc đời mà mình không vui trả thì nó trả tham đồ ác đạo thôi à, đúng không? Nên những đức thường nói rằng bây giờ mình không vui trả ở cõi đời này, không lẽ mình vui trả trong tam đồ ác đạo. Nên mình là gặp Phật Pháp là mừng lắm rồi, rất là mừng. Nên mỗi một người chúng ta cái trang hoàng mà kỹ lưỡng nhất trong cuộc đời mình không phải tiền bạc vật chất đó quý vị à. Có những khi tiền bạc vật chất mà chúng ta không giải quyết được những vấn đề khi đến với chúng ta đó. Như qua cái trận dịch bệnh quý vị thấy có nhiều người giàu có giải quyết vấn đề được không? Không có giải quyết được đâu. Có những gia đình mà giàu mà chết sạch dách chứ, đúng không? Giàu đó có giải quyết được không? Và có những người trong cái cuộc đời này quý vị thấy họ giàu, rất là giàu, nhưng họ đâu có biết đủ đâu. Giàu và danh tiếng lớn vô cùng mà tự nhiên đi làm tầm bậy để cho gia đình ở tù rồi tan nhà mất mạng hết chứ. Nó kỳ cục quý vị thấy chưa? Trong khi cái giàu của họ đó là đặc biệt lắm, cái phước họ là danh tiếng đồ, tiền tài đồ dữ lắm. Nhưng mà họ làm tất cả những việc họ làm á, họ đều có mưu tính. Họ làm họ có mưu tính. Chứ họ không phải là biết cái việc tu thiện, tu phúc không biết. Mà họ làm gì giống như thiện, giống như phúc vậy đó. Nhưng là mưu tính vì cái chuyện vật chất tạo thêm. Chứ họ có phải là tu phước duyên thật sự, không có hướng giải thoát như mình. Nên mình mừng là mình còn nghe được cái đạo giải thoát. Dù là bây giờ mình nghèo chứ mình không có giàu, nhưng mà mình nghe được cái đạo giải thoát. Thí dụ như bây giờ chúng ta ngồi ở đây, có những người chúng ta sẽ một ngày nào mình bệnh đó, như bản thân những đức đều cũng như vậy thôi. Có khi bây giờ mình không đi khám bệnh, chứ mình đi khám bệnh có khi mình cũng bị ung thư thì sao, hiểu không? Thì bây giờ không lẽ bây giờ đang khỏe gì mình chấp cái khỏe này, rồi khi mình bị bệnh ung thư á thì mình lại không vừa lòng, mình buồn. Thì mình buồn mình cũng bệnh ung thư rồi. Dù cái căn bệnh gì đến với chúng ta trong cái cuộc đời này thì chúng ta cũng đều phải chịu đựng hết trơn. Mà cái chịu đựng hay nhất của mình đó là cái chịu đựng rồi mình phải có pháp tu. Chứ không phải là chịu đựng để rồi mình chết là thôi. Không phải. Là mình chịu đựng để rồi mình có một cái pháp tu, để rồi mình hướng đến giải thoát. Vậy thì nó mới là đúng. Nên đó, những điều chia sẻ này quý vị phải nhận thức đó nghe.
Nó nên mình tập trong nhà mình, nếu mình quyết định được á, nhà mình bước vô cái là nghe câu Phật hiệu, như chùa mình đây vậy đó. Nó thịnh vượng rõ ràng luôn quý vị, thịnh vượng rõ ràng luôn. Rồi mỗi người mình nên tập á, tu phước tu duyên. Giống như Hòa Thượng Tịnh Không ngày kể, khi có một vị này nghe pháp của Ngài, quý Ngài lắm, mới dẫn Ngài đến cái nơi tủ bảo hiểm mà để vàng bạc châu báu. Cho Hòa Thượng Tịnh Không Ngài coi. Khi Hòa Thượng Tịnh Không coi xong, Ngài hỏi lại: ủa bộ ông có nhiêu hả? Ông kia cũng kinh ngạc là: ủa không lẽ Hòa Thượng Ngài có nhiều lắm ta. Hỏi lại: ủa bộ Hòa Thượng có nhiều lắm hả? À tôi có nhiều lắm. Bây giờ ông để của cải trong tủ bảo hiểm, ông lâu lâu lỡ ông nhìn, ông sờ mó một chút, đóng tủ lại rồi đi về. Vậy thì tất cả những cái nơi bán vàng bạc đá quý, kim cương hộp sòn, tôi cũng đến tôi nhìn được đi. Tôi cũng kêu họ đưa cho tôi coi thử, tôi có mua hay không mua có quyền chứ. Vậy thì cũng là của tôi chứ của ai. Xong Hòa Thượng Ngài nói rằng: thiệt là khờ dại. Đối với cái của cải vật chất, nó không phải chỉ ngó nhìn là đủ, mà nó là một cái công cụ, một cái phương tiện để mình sử dụng nó đúng mục đích thì nó phát triển càng thù thắng hơn. Còn có để giữ gìn, để cắt dấu, để sanh ra cái họa tai là cái mắt, rồi tiếc, rồi khổ. Rồi từ nơi cái sự tham chấp đó mà con phá gia chi tử sinh sanh vào nhà. Mình thì mình có thể cảnh giác được với tất cả người xung quanh, nhưng mình không cảnh giác được đứa con mình thương yêu, mình tin tưởng. Thì coi có không? Rất là rõ ràng đó. Đứa con mình thương yêu, mình mến tay mến chân mình lo, vậy mà chính đứa con này mở tủ sắt lấy. Trong khi người ta mình đều canh được hết, nhưng mà đứa con mình không canh được. Đứa con mình lại lơ là, thì nó lại là đứa phá cuộc. Nó phá cuộc. Nó dựa vào cái tình cảm mình thương nó, nó dựa vào đó để nó phá cuộc, nó dựa vào đó để ăn cắp tiền cắp bạc mình. Có khi nhà giàu mắc tiền bạc lại nghi người làm công, nhưng mà không ngờ đứa lấy tiền lại là con mình, lại là con mình lấy tiền của mình, lại là con mình lại bán đứng mình. Con mình nuôi ra mà nó lại nghe lời người ta để bán đứng mình. Từ xưa tới nay đều có sự việc này quý vị. Con vì danh, vì lợi mà nghe lời người ta xúi dục để mà hại cha mẹ con. Từ xưa tới bây giờ, thờ Đức Phật còn tại thế còn có mà. Nó thái tử A Xà Thế đó, thấy chưa? Đúng ra sẽ làm vua, nhưng mà muốn làm vua trước thời gian, cuối cùng lại mang tiếng giết cha, nhốt mẹ vào lãnh cung, thấy không? Con người vì danh vì lợi nên con người đến với cái cuộc đời này. Cái điều quan trọng nhất của con người chúng ta là được nghe giáo dục. Nghe giáo dục nó mới có trí tuệ thật sự. Cái của mình nó sẽ là của mình. Cái không phải của mình có đem gì cũng là họa tai đến với mình. Nó không có lợi ích gì hết chứ. Hiểu được nguyên lý này rồi, con người mình sẽ tạo ra hết lòng. Và chưa bao giờ nghĩ rằng của mình mới tạo, không phải của mình không tạo. Con người mà nghĩ rằng của mình mới tạo là con người ích kỷ lắm. Con người mà nghĩ của ai mình cũng tạo, ai nhờ cũng được là người thật sự có phúc. Thật sự có phúc. Những đức đi tu quý vị, những đức mới có cái tâm này. Mà thật sự luôn, những đức khi ngày xưa trên Đà Lạt 5 năm, do 5 năm cái tâm này mới có ngày hôm nay đó quý vị. Cực lực nhiệt tình đối với ngôi Tam Bảo luôn. Ngày đêm còn hơn chùa mình. Cực lực nhiệt tình với ngôi Tam Bảo còn hơn chùa mình. Thầy chủ trì đi giảng pháp, mình ở chùa mình nhiệt tình, mình làm việc, lo cho việc coi chúng, cái thứ gì mình cũng giải quyết hết trơn. Rồi bắt đầu làm cái gì, bắt đầu là nêu lên cho thầy nghe, rồi thầy lên thầy giảng pháp. Chương trình như vậy, làm như vậy đó thầy. Chùa mình như vậy, nuôi các cụ gì đó thầy. Sao sao, thầy lên thầy giảng. Thấy không? Nhiệt tình rồi sắp chúng cho thầy giảng. Khi thầy giảng đi vòng vòng coi có ai không có chỗ ngồi, sắp ghế cho người ta ngồi.
Đây là 100% những đức làm đó. Bằng đêm người ta ngủ, bố trí anh em đi vòng vòng coi người ta có mền gói đủ chưa. Có nghĩa là mình cực lực nhiệt liệt hết mình để phục vụ Tam Bảo luôn. 5 năm cái nhân duyên nhận đức, người ta có đưa nhận đức đi đâu nhận đức cũng phát triển được. Rõ ràng có phước thì có phần. Có phước thì có phần. Mà mình muốn có phước thì mình phải tạo phước. Mình không tạo phước lấy đâu có phước. Mình ích kỷ nhỏ mọn, mình chỉ nghĩ cái trước mắt mà mình không có nghĩ cái xa vời. Mình không có nghĩ những cái việc đường dài. Mình nghĩ cái trước mắt là mì ăn liền không à. Nhiều con người bây giờ dù là có học nhiều đi chăng nữa nhưng mà họ nghĩ mì ăn liền không à. Họ làm cái gì là họ muốn ăn liền. Chúng ta phan suy nghĩ vậy. Chúng ta hãy tạo ra đi. Rồi khi tạo ra rồi thì trong mạng nó đã có. Đã có rồi thì tự nó sẽ đến với mình. Nó thù thắng lắm. Đây là cái việc mà chính những đức làm và thấy rõ ràng sự việc nó là như vậy. 100% luôn quý vị à. Cực lực nhiệt tình. Tại sao những đức hướng dẫn chùa mình nhiều cách lạ lắm? Là chính bản thân những đức đã làm lúc còn cư sĩ nè. Lúc còn cư sĩ mỗi lần ai cho tiền những đức đều nói câu gì? Cúng dường cho thầy chủ trì, thầy lo cho tôi hết à. Đừng có đưa cho tôi, xài bậy có tội. Cư sĩ lúc vô chùa quý vị. Còn mỗi năm Tết á, người ta thấy những đức ta thương là giỏi, siêng năng trong chùa quý vị. Người ta lì xì những đức mà nói là thiệt chứ. Trong cái lúc đó mà mỗi năm Tết mà ta lì xì 40-50 triệu là nhiều lắm. Ta lì xì những đức á. Những đức đem 40-50 triệu để bỏ vô cái quỹ trong chùa để lo cho chùa. Chứ chưa bao giờ những đức nói rằng là đây là tiền riêng của tôi để cắt riêng. Những đức có một quan niệm như vậy. Nếu như mình ở trong chùa mà mình có tiền riêng, có nghĩa là mình đã tách ra khỏi ngôi chùa này à. Tương lai thế nào mình cũng ra khỏi chùa này vì mình có cái của riêng. Những đức nghĩ vậy đó. Nên từ nơi đó mà cái gì những đức có đều là quy về Tam Bảo. Nên tự nhiên Tam Bảo là nhà của những đức. Tam Bảo là nhà những đức luôn. Nhiều người bây giờ người ta trong chùa người ta tu cả, người ta ở với thầy đó nhưng người ta dự trữ riêng. Người ta có thể kiếm tiền nhưng người ta không phụ thầy. Nhưng người ta lại đi mua đất đai chỗ khác để người ta dự trữ, để người ta tính toán cái chuyện của người ta. Đừng nên làm như vậy, không cần thiết đâu. Mình chỉ cần hết lòng với thầy thì trò hết lòng với mình. Mình làm trò hết lòng với thầy thì học trò của mình sẽ hết lòng với mình. Cái nguyên lý cũng như cái giọt nước vậy đó. Nước trước nhiễu sao, nước sau nhiễu vậy. 100% luôn. Mình làm nhiệt tình đi là được à. Cả bây giờ mà con cái không hiểu đạo, con cái mà làm việc cho cha mẹ đó mà con cái tính rằng mình làm cái này có thể ổng cho mình cái cổ này nè, mình mới làm. Đó là sự làm việc có tính toán. Có tính toán. Khi mà không được như ý nguyện nó thì bắt đầu nó phát động liền. Phải cạnh tranh, thư kiện, đứng lên liền. Đó gọi là gì? Là tổn đức. Nó tổn đức rồi, có cầm được cũng là quả tay thôi quý vị. Tổn đức rồi. Nếu như mà trong cái cuộc đời này, nếu mà giành mà là được á, ai mạnh là giành được á, thì thật sự người thông minh người ta đi giành nè, chứ người ta không có ngu gì. Người ta cực đâu quý vị. Giành không có được. Vì mình không có phúc làm sao có phần mà đi giành. Còn mình mà giành được á, mình mà giành được là do trong mạng mình nó có dư hơn cái đó. Dư hơn. Nhưng mà nó chưa đến lúc có. Chưa đến lúc có mà mình đi giành. Phải là đáng thương không? Đúng ra trong mạng mình có 10 tỷ mà mình đi giành mình được chỉ có 7 tỷ, mắc 3 tỷ. Mà mình còn phải chịu tội đọa lạc nữa. Về sao? Vì thấy đáng thương chưa? Nên những đức nói rằng là chùa chiền mà ta về người ta tu gì? Người ta tu phước tu duyên. Mà người vô đây lại ghinh gặp đi ăn trộm của người ta. Tôi nghĩ đúng là đáng thương cho một đời người không? Quá đáng thương cho một đời người. Nó thật sự. Khi quý vị mà lỡ về đây tu mà quý vị lỡ mất tiền cái, quý vị dùng một câu A-di-đà-phật xong. Tại vì mình nhiều đời nhiều kiếp chứ mình cũng lấy tiền người ta đi tu đó. Bây giờ vô đây người ta lấy ngay mình đó.
Nên mình niệm một câu Phật hiệu này, một mặt là trả nợ đó, một mặt là tăng phước duyên. Cách này là cách khéo tu dữ lắm quý vị, rất là khéo tu. Nên những đức nói rằng là những người mà có tâm ăn trộm của người ta, nhất là người ta đi vô chùa tu mà đem của cải này về để mà lo cho con của mình, cho gia đình mình, là những đức nói người làm con quý vị là một con người cực kỳ thiếu phước, mới đi nhặn cái hạt cơm mà chính quý vị đi ăn cắp của người đi tu, cắp của người khác đem về nuôi nó. Cái hạt giống này quý vị nuôi nó, sau này nó lớn lên nó sẽ trở thành ăn cướp. Quý vị ăn trộm, nó ăn cướp. Hạt giống quý vị nó trồng cho con cháu quý vị vậy đó. Bây giờ quý vị làm cha làm mẹ, quý vị hãy bình tĩnh suy nghĩ đi. Quý vị đi ăn trộm, quý vị có hạnh phúc gì? Quý vị coi người ta ngồi nghe pháp, người ta cười, người ta vui, người ta vỗ tay. Còn mình thì đi nhìn cái túi người ta, coi cái chỗ nào nó lòi tiền ra để mà mình cắt. Quý vị nghĩ quý vị là một con người như vậy thì là một con người gì? Là một con người hạ cấp với trong cái xã hội này, cực kỳ hạ cấp khi làm một cái ngành nghề đó. Nghèo không phải là một cái tội, xấu không phải là một cái tội, bệnh hoạn không phải là một cái tội, mà cái tội là chúng ta thiếu giáo dục, không nghe được giáo dục. Chúng ta đi sống là một con người hạ cấp trong cuộc đời này. Trong cuộc đời này con người chúng ta sai, chúng ta có thể quay đầu để hướng thiện. Người ta cũng không nói gì vì cái việc mình đã từng ăn trộm ăn cắp. Mình có thể quay đầu được. Nghề có rất nhiều nghề, nên đổi cái tâm mình lại để hướng cái nghề khác mà làm. Thà kiếm tiền ít một chút nhưng vẫn là đầu đội trời chân đạp đất, đứng vững đưa mặt thẳng lên để nói với con mình rằng ta cực khổ hốt rét nhưng nuôi con đi học, con vẫn cảm thấy hãnh diện, con không có mắc cỡ khi cha mẹ mình đi hốt rét, mà con cảm thấy mắc cỡ khi cha mẹ mình làm người ăn trộm. Phải nhớ. Nên con người đến với cái cuộc đời này chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi thôi. Những đức cũng là một người hư mà gặp Phật pháp, nên đem những tư tưởng của mình chia sẻ cho những con người hữu duyên mình được nghe. Trong cái cuộc đời này đừng có nói hai chữ danh dật là giỏi, không có giỏi gì hết chứ. Thật thà nhiệt tình mới là khôn. Những đức ở đâu tự nhiên đi đến đây? Trong đệ tử của Hòa Thượng, những đức là người đệ tử giống như út chót. Đệ tử Hòa Thượng thì bao nhiêu đệ tử bên cạnh Hòa Thượng, quá trời đệ tử lớn, thạc sĩ, tiến sĩ, ta học thức quá trời luôn. Những đức lại là xuất hiện ở nơi đây là một người mà gọi là có học hành gì. Nhưng mà nó được cái tâm là gì? Mình nhiệt tình với ngôi Tam Bảo. Hòa Thượng giao chùa không giao chùa, cái chuyện đó của Ngài mình không có quan trọng đó. Cái quan trọng là mình ở ngôi chùa của Ngài, mình biết ơn Ngài, mình chân thật, mình giữ chùa giùm cho Hòa Thượng. Nói thì nói cái tiếng giữ chùa giùm, chứ ai ở đó hoài để mà có chùa mà giữ giùm. Nói cái tiếng giữ giùm chứ thật sự là giữ cho mình, chứ giữ giùm cái gì? Ví dụ như bây giờ quý vị cầm của giùm cái người đó chết queo đi thì của này trong tay quý vị chứ đâu. Công nhận không? Nhưng mà quý vị muốn giật cái của này sớm thời gian, khi trong mạng người ta vẫn còn là cái danh phận của này, quý vị là người đáng thương thiệt, bị mắc của thiệt. Nếu như mình giữ chân thật thì không có ở đây mình cũng có ở nơi khác. Nó có phúc là có phận, tại sao đi tham chi vậy? Tham lại còn bận tâm còn lo nữa. Cuộc đời con người thật sự mà nói chỉ có 3 buổi cơm thôi, mà người ta cứ lo là khi một ngày nào không có cơm. Thường là cứ lo một ngày nào không có cơm. Đừng có lo làm chi chỗ đó. Mình không có cơm cũng có người cho cơm mình ăn, lo gì. Mình nói rằng cho cơm mắc cỡ lắm. Mắc cỡ gì, có cơm ăn là ăn, mắc cỡ gì cho nó mệt.
đâu có ăn trộm ăn cướp của người ta đâu, không có thì ta cho mình ăn, làm gì mà cái mặt to gì cho nó mệt, hiểu không? Nên con người là do gì cao quá mà trở thành khổ, mặt to quá mà cuối cùng không chịu để chỗ này chỗ kia. Còn nếu như cái mặt mình nhỏ để đâu cũng được chứ, để đâu cũng thấy vui, úp vào cái mông người ta cũng vui, có gì đâu quan trọng quá, hiểu chưa? Cái bản thân này chúng ta chết rồi vài ngày sau thúi ùm. Lúc bình thường đây có khi người ta chạy đến người ta nắm tay xin chụp hình. Thử đi ngày mai chết đi, hai ngày sau có ai lỡ ôm chụp hình không? Tôi cho ôm đó. Chạy mắt dép thúi muốn chết luôn. Hư tình giả ý, hiểu không? Chúng ta đừng có bị cái tình cảm thế gian này nó buộc ràng mình khổ quá, hiểu không? Nó, nên từ nơi đó mà những đức chia sẻ gì đó quý vị nghe, có khi nói chậm chậm gì nó hơi hôn chậm chút á, nhưng mà giờ này là ít buồn ngủ như đức mới nói vậy đó. Tại vì cái giờ này nãy giờ ngủ, bây giờ ngủ không mà đúng không? Sớm rồi cho thức dễ mà, đúng không? Nên mình nghe gì đi quý vị, để con người mình nó nhẹ đi cái tâm mình đi, nhẹ cái tâm mình đi. Có nhiều người chúng ta mới bị biết rằng là ngày xưa mình có căn nhà nhỏ mình cũng sống, mình cái ao ước là sau này cắt được căn nhà to to một chút. Vậy mà có căn nhà to to rồi nó cũng không biết đủ, nó muốn căn biệt thự. Nó cứ nhìn người ta cái lớn hơn là nó chạy theo, mà nó quên đi ngày xưa cái bắt nguồn của mình là căn nhà nhỏ đó. Mà bây giờ được gì cũng dữ lắm rồi. Cái khởi đầu của những đức đi tu là quý vị biết rằng có 500 ngàn trong túi mà bỏ vô thùng tam bảo, chưa xin vị chủ trì ở mà bỏ vô thùng tam bảo, thầy cho ở cũng ở mà không cho ở cũng ở, giống như là cái dạng liều mạng. Nó có nghĩa là đến chùa cái tâm vậy đó, cái tâm nó cái tâm kinh khủng chưa, cái tâm đi tu mà cái tâm đoạn hết tất cả con đường đi ra luôn, chặt sạch con đường đi ra, còn 500 ngàn bỏ thùng tam bảo quỳ trước Bồ Tát Quán Thế Âm, bây giờ con chưa xin thầy chủ trì ở, nhưng mà cho ở cũng ở mà không cho ở cũng ở. Nó Phật Bồ Tát nói rằng được mày được vậy thì chắc chắn là phải cho mày ở thôi, đúng không? Chứ đâu phải như đức đi tu mà như đức dự trữ số tiền để dành lỡ tu không được đi ra, nếu vậy như đức đi mất tiêu. Nên người mà muốn đi tu chặt sạch con đường đi ra đi, đừng còn cái gì nữa chân tu được. Chính con đường như đức đi nên như đức khuôn chùa mình không có một cách gì mà mỗi ngày sống khỏe khỏe mập lù chưa. Nó tại sao mà mình cứ sơ sát, trong cái tiền mình nhiều mình sơ sát, mở tủ ra coi thì bận tâm rồi, hiểu không? Còn bây giờ họ không có tiền bạc gì hết trơn mà mỗi ngày họ sống ba bữa cơm ổn định, họ không phải lo nghĩ chứ. Họ bây giờ đang làm việc lớn trong cuộc đời đó. Có nhiều cô nhỏ nhỏ được không mà làm việc lớn trong cuộc đời đó. Giờ này đang nấu ăn với biết phải làm việc lớn không? Bây giờ tất cả chúng ta ngồi đây nghe pháp đi tu nè, bây giờ nếu không ai nấu cơm cho mình ăn một ngày mình chịu nổi không? Phải họ làm việc lớn chưa? Họ là người đang hộ trì mình cực kỳ lớn luôn, phải không? Mà cơm gạo đồ ăn này cũng phải của họ, mà tự nhiên họ được sử dụng, vừa họ dùng được mà họ lại nấu cho người ta ăn được nữa chứ. Như vậy mà không cần chịu nỗ lực mà làm thì đúng là vừa tội luôn, vừa tội. Nếu như mình ở ngoài đời, cơ hội đâu, cơ hội đâu để mình đem đồ ăn thức uống này mình cho người ta ăn? Giàu cỡ nào giàu chứ làm sao nuôi được nguyên cái vàng này, đúng quý vị? Ai giàu mà nuôi cái vàng này? Mà giàu cũng không có cơ hội gũ cái vàng này đến đó. Chỉ có cái hạnh nguyện Phật Bồ Tát thôi thì người ta mới đến thôi. Nên mới nói là lộc, đúng không? Là lộc Phật Bồ Tát người ta mới đến. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là hội tụ cái con người tu mà ngồi đông gì đâu có đơn giản.
cái hạnh người tu mà tập trung được một nơi như vậy mà toàn là hạnh niệm Phật không? Không có đơn giản đâu quý vị à. À, họ là những người thiện duyên nhiều đời nhiều kiếp gì sâu dày lắm. Vậy thì những người nấu ăn ở nhà bếp nghe gì rồi, quý vị cảm thấy mừng vui khi cuộc đời của mình làm được những việc này không? Quá mừng vui. Không có gia đình hoặc là từng đã gãy gánh đi vô đây, bây giờ lại làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời này, quá tuyệt vời. Có những đứa bé có mười mấy tuổi mà vô đây đó, cùng chung với mấy cô làm vậy à, qua sự điều hành sắp xếp của những đức, cứ vậy mà làm mà thấy cũng thương nhau quý vị. Đặc biệt những đức quanh năm chưa bao giờ mà những đức đi đâu hai ngày quý vị, chỉ có hai ngày nay là những đức đi qua Đại Tùng Lâm. À, qua Đại Tùng Lâm ở đó hai ngày á, chưa bao giờ những đức đi qua bên kia ở hai ngày á, một ngày một đêm chưa ở nữa, chỉ có bằng ngày đi qua xong đi về thôi. Chỉ có hai ngày nay những đức qua bên kia ở hai ngày xuyên suốt luôn, để thí bên đây luôn. Hồi tối những đức đi về, mấy cô nó đứng ngay cái cổng đó, nó đợi đó. Đứng ngay cổng đợi á, gặp mình về mừng, thiệt là mừng, cái gì thấy không? Cuộc đời mình đi tu mới được gì, mình ở ngoài đời mình có hai ba con vợ nó cũng không đợi mình. Đừng có nói chuyện dẫn chơi, nó đố mà nó đỡ. Một con thì còn quả may nó còn đỡ, như ba con nó ngủ mất tiêu. Người ta nói một vợ nằm giường lèo, hai vợ nằm chèo queo, ba vợ xuống chuồng heo mà ngủ. No. Nên thường mà mấy ông mà hai ba vợ cuối cùng mấy ông chết thê thảm lắm, tại vì không có ai trách nhiệm với ông hết trơn á. Bà nào bà cũng đùa đẩy. À, lúc bình thường ông thương nó lắm mà lợi cho nó lo, nó đùa với, cuối cùng nó đẩy nó ra ghìa luôn. Nên một vợ một chồng vẫn là hay ngoài đời. Người ta sẽ có trách nhiệm vì mình có trách nhiệm với người ta, người ta có trách nhiệm với mình. Mình không có trách nhiệm với người ta, mình vô tình bội nghĩa với người ta thì người ta vô tình bội nghĩa với mình. Mình trách ai đó. Nên từ đó mình nhiệt tình mình với người ta, người ta nhiệt tình với mình. Một vợ một chồng dù mình có bệnh sida đi chăng nữa, bệnh sida là do mấy ông tàu lao nó bỏ mấy ông luôn, chứ nó đâu có sida đâu mà mấy ông mà tự nhiên bị sida, từ khi cạo râu chung đều dính sida hay gì ai biết, hiểu không? Nên từ nơi đó quý vị nghĩ đi. Nên con người sống với con người nó cảm giác vui là ngay cái đạo nghĩa quý vị. Cái đạo nghĩa, cái hành động mà đạo nghĩa tự nhiên nó làm cho con người mình sống thấy bình an. Nên tại sao những đức làm việc trong ngôi Tam Bảo không thấy mệt? Là vì những đức cảm giác rằng những đức có một cái hội chúng cảm thấy giữa con người đến con người là tình cảm. Tình cảm chân thật đến với nhau quý vị. Thật giả gì không biết mà ngồi chơi vui gì là thấy thích. À. Thấy không? Tính ra cái thấp nhất của mình ngoài đời được cái gì? Được cái gì đâu? Giờ vô chùa bình thường chúng chùa mình mỗi ngày là khoảng 400 người, hơn 400 người ở đây. Bình thường tính bên kia hết trơn luôn là khoảng 1.100 người. 1.100 chúng chùa đi đến đạo tràng nào người ta gặp mình cũng mừng rỡ. Tự nhiên một con người mà khi người ta gặp mình đến nhà ngày xưa người ta sợ. Vì sao? Vì rủ dòng người ta nhậu. Ta gặp mình ta sợ thấy mồ. Như mấy cô ở đây mà ông nào mà đến rủ chồng mấy cô nhậu hoài, mỗi lần mấy cô thấy dát cái mặt đến là mấy cô đóng cửa. Kẹt quá, vô rồi mình chào một tiếng. Sợ, quá trời sợ như có người đó, đúng không? Vậy mà bây giờ như thế đi đến đâu người ta mừng, đến đó. Nhờ niệm Phật mà giờ đi đến đâu người ta mừng, đến đó. Đi có hai ngày mà còn có cái người đỡ chờ. Thấy chưa? Thấy không? Tại sao mình không nhìn nhận mình sống được như vậy? Là mình thấy cuộc đời mình đã có ý nghĩa rồi. Rồi những đức cũng nhiệt tình. Tại sao mà người ta đến những đức vậy? Vì những đức nhiệt tình với người ta. Nhiệt tình đến với người ta. Tuy đi tu rồi nhưng mà chùa mình nhiều người nữ trẻ. Những ngày gì những đức đều nhớ. Quà, ăn uống, rồi chúc mừng, rồi nói chuyện, rồi quay phim.
rồi có khi chụp cho ông bói hình, tự nhiên nó có một cái sự mà sống động vô cùng trong cái cuộc đời, nên ta mới đến với mình như vậy. Chứ bây giờ tự nhiên kêu người ta vô đây bỏ đại bỏ càng vậy đó, mặt tèm nhem tuốt nhuốt bắt làm suốt tối ngày vậy, không ngó ngàng gì tới. Người ta thấy con người mình vô tình vô nghĩa quá, người ta cũng không sống với mình làm gì. Tuy biết rằng tu là mục tiêu giải thoát, nhưng cái giải thoát là giải thoát cái tâm. Còn cái cuộc sống giữa con người đến với con người thì phải quan tâm cho nhau là đúng. Quý vị nói giải thoát là không quan tâm hả? Tu hành là không quan tâm hả? Nên có những người gặp như Đức hỏi: ủa thầy tu vậy rồi thầy muốn giảng sanh, mà thầy nhìn một cái người đẹp thầy biết đẹp không? Những Đức nói: bộ khùng sao mà không biết đẹp. Ồ lao. Ngày xưa chưa tu nó nhìn cái góc độ đẹp, nó nhìn dở. Cái góc độ đẹp của mình ngày xưa chưa tu mà chỉ nhìn một cái khía cạnh đẹp. Nhưng khi tu càng lâu thì cái khía cạnh nhìn đẹp của mình nó tổng thể. Nhìn một cái là từ chân tới đầu thấy ra rõ ràng. Người tu hành nó còn sáng hơn cái lúc chưa tu, hiểu chưa? Người ta nhìn ra được người này đẹp, mà người ta còn nhìn ra được cái người này phải cần có đạo đức. Áp dụng vào để thấy ra được cái đẹp đó phải từ cái trang hoàng, là từ cái đạo đức. Còn khi mình chưa tu thì mình nhìn cái đẹp người đó chỉ là cái khoáng son bên ngoài, cái trang diện về hình thức, đi nhìn ra cái đẹp thôi. Nó giả gì mình cũng nói nó đẹp đó chứ. Cái đó là mình bắt chợn nhìn cái đẹp. Còn bây giờ mình tu rồi, mình nhìn cái đẹp là mình nhìn thật từ cái trang hoàng đạo đức. Nhìn cái người này thật, mình nói nó đẹp. Còn nhìn giả là mình nói thứ giả, hiểu chưa? Mà không nói nó đẹp. Nên cái người tu họ nhìn góc độ đẹp còn sâu hơn cái người không tu. Nhị mới là đúng. Chứ làm gì tu rồi không biết đẹp, không biết xấu. Có những người ta chấp văn tự mà thật sự là người ta không hiểu luôn. Mà những người mà như vậy thì phải bị biết họ là thua. Đừng có mong đem Phật pháp giới thiệu. Đưa miếng dĩa đồ ăn cho ăn, hỏi dạ ăn ngon không? Tu hành ngon dở gì cũng là ăn thôi. Ngon dở cái gì? Chỉ cần nuôi thân để tu giải thoát là được rồi. Như vậy chắc người ta chạy mất dép luôn, chứ đừng có nói mà độ sanh. Thấy thì phi phàm lắm, nhưng mà thật sự thì không có gì đặc biệt quá. Cái pháp đại thừa là nó phải đi vào nhân sinh. Ta hỏi mình ăn ngon không, mình nói ngon thì tự nhiên trong lòng ta thấy vui. Còn không ngon mình nói không được ngon gì mấy. Rõ ràng không? Vì ngon mình động viên người ta cố gắng. Không được ngon gì mấy, mình khuyên người ta cố gắng làm cho ngon thêm, để cho người khác được ăn. Đâu phải là chỉ có làm cho mình ăn không đâu, mà mình muốn cho người ta làm ngon để nhiều người được ăn ngon, nên mới là pháp đại thừa. Hiểu chưa? Pháp đại thừa là điều niệm niệm, nghĩ gì người mới là đại thừa. Nhiều người mình tu, tại sao mình càng tu càng khó tính, mà người ta càng tu người ta càng vui, người ta càng dễ tính. Mà có khi người ta dễ tính người ta vui, mình lại nói người ta tùy tiện nữa chứ. Tại sao mình không đi tùy tiện vậy đi, để mình cười mình vui, mà tối ngày cái mặt mình như con khỉ ăn ớt vậy đó. Tu mình đọc sách thánh hiền, viết mình gặp ai mình cũng bắt lỗi, nói cái câu nào là mình chắc câu nấy, mình xớt câu nấy. Mình vô đám giỗ đám cưới mình ngồi xuống cái thì ghê lắm, ai cũng gặp mình đi mất tiêu, kẹt quá người nào vô ngồi. Và tự nhiên trong đó có người quen quen nói: ủa bà dám ngồi đây hả? Cái gì vậy? Sao không dám? Cái bàn này không ai dám ngồi luôn. Hỏi sao vậy? Bà thấy chưa? Có ông đó ngồi đó là không ai dám ngồi. Hỏi sao à? Bắt lỗi từng chút. Bà gấp làm sao cũng bắt lỗi, bà ăn làm sao cũng bắt lỗi hết trơn. Bà ngồi làm sao cũng bắt lỗi hết trơn. Nên ai cũng tránh cái bàn này. Bà dám đến ngồi cái bàn này, tôi nghĩ bà là người mới đúng không? Nó đúng là tôi là người mới. Không biết. Lần sau tránh đi nghe. Quý vị tu như vậy, dù quý vị có đem tất cả kinh giáo của Phật để đọc hết, thì thật sự đối với giáo pháp của Phật quý vị không có lãnh ngộ gì được hết. Vì không có cái gì lãnh ngộ được hết. Những Đức nói rằng bất cứ một vị giáo chủ nào ra đời cũng đều là một con người đơn giản dễ tính 100% luôn. Nếu là người khó tính làm sao duyên của các ngài độ sanh?
các ngài khó tính làm sao độ sanh đây? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thành Phật rồi vậy mà ngài thấy bà già xấu kim không được, ngài cũng lỡ ngài xấu kim chứ bà già là biết ngài dễ tính cỡ nào chưa? Người ta giữ trâu giữ bò, người ta nghĩ ngài là thái tử, làm sao biết giữ trâu giữ bò? Hỏi cách giữ trâu bò, ngài dạy giữ trâu bò còn hơn là người giữ trâu bò chuyên nghiệp, thấy không? Tại vì ngài quá gần gũi. Cái cương vị của ngài là thái tử, nhưng khi ngài đi tu ngài lại nhập cảnh nhập viên vào trong xã hội, trong cái cuộc đời, nên cái gì ngài cũng thông hiểu cả, nên ngài trở thành con người cực kỳ dễ tính. Tại sao chúng ta học Phật đọc sách Thánh Hiền? Sách Thánh Hiền chỉ là một cái hàng rào để ngăn chặn cái việc chúng ta chuẩn bị tạo tội thôi, chứ nó không phải là một cái việc khó khăn đọc ra rồi để đi bắt lỗi, không phải. Mà nó chỉ là đem để áp dụng cho bản thân mình, nhưng đừng đem cái đó để áp dụng cho người ta khi chưa tiếp nhận giáo pháp này. Hiểu không? Thấy những đứa có khi nói chuyện vui vô cùng không? Nhưng mà có khi nói chuyện quý vị gác chân lên chán mà suy nghĩ đi. Tại vì sao gác cái tay nghĩ không nổi? Em cái chân gác lên luôn. Buồn ngủ quá, gác chân cho hết buồn ngủ. Em thấy vị thấy. Đem sách Thánh Hiền ra mà giảng thì giảng một chút rồi là. Nhưng mà những đứa cũng nhìn được cái thời cuộc đó. Cái giờ này là giờ ít buồn ngủ. Còn cái giờ 8 giờ rưỡi đi quý vị sẽ biết. Nên giờ 8 giờ rưỡi là phải làm sao? Làm cho người ta vui thì nó mới nghe được. Đó. Nên tại sao mà ta về chùa mình 9-10 buổi Phật Pháp, tính ra mà 4 ngày là 16 buổi. Mấy vị coi mấy vị sẽ nghe được. Chứ mấy nghe không được, tại vì mỗi buổi nó có cái lạ. Như cái buổi giảng này vị thấy là lạ rõ ràng không? So sánh với cái buổi sáng kia phải lạ không? Sáng kia lạ, sáng nữa lạ, sáng, chiều nãy lạ, tối buổi nữa lạ luôn. Vì hỏi trời ơi, ông thầy này chắc ở sách vở ông đọc dữ lắm hay gì trời, sao có thứ gì ông cũng biết hết chứ trời, sao cái thứ gì ông này cũng biết, mà cả mấy cô bên cạnh những đứa mấy cô cũng hỏi sao thầy cái gì cũng biết hết chứ trời. Cái mà chính bản thân con mà có khi con còn chưa nghĩ ra được sao thầy biết. Những đứa nói tại vì tôi nghĩ cho người ta lớn quá nên tôi biết, mấy người nghĩ vì người ta nhỏ nên mấy người không biết, hiểu chưa? Cái tâm mà nghĩ về người ta là nhiều thứ mình sẽ biết, nhiều thứ mình sẽ tự biết. Tâm lượng lớn, phước báo lớn quý vị ơi, nhớ đi. Nên mỗi một con người mình ngồi mà nghe gì nè, để đem Phật Pháp áp dụng, nhớ dễ tính. Tập dễ tính, đừng có bắt lỗi bắt phải chi cho nó mệt. Cần bắt lỗi bắt phải đúng không? Bắt lỗi bắt phải ngay con người nghe mình á, thì bắt lỗi đi, bắt lỗi cho họ tốt, gây họ cho họ tốt. Còn nếu họ không cần nghe mình, bắt lỗi cái gì à? Bắt lỗi cái gì cho nó mệt thêm, gây họ chi cho nó mệt thêm. Thí dụ như mình gây một người mà nó chửi ngược lại mình, thôi khỏi gây đi, gây chi mất công mệt, không gây, đúng không? Nó nên cái việc mà mình giúp người chứ không phải làm cho người phiền não chi. Nên từ nơi đó mấy vị biết học Phật á, học gì thì thôi quá tuyệt vời. Trước chưa độ mình sao độ người, quý vị hãy tự nhìn mình đi. Học Phật mà tại sao không độ được người thắng? Vừa quỳ xuống lễ Phật, vừa lễ xong cái là con nguyện đem công đức này hồi hướng cho ông chồng con, nhà cho ông tu, hồi hướng cho con cái, con nó ngoan ngoãn với con. Nhà nghèo quá, Phật gia hộ cho con chúng tờ giấy số độc đắc. Đem cái tâm cắm vào cái mê mà kêu chuyển người mê. Điều là tu để bồi dưỡng ra cái mê không à. Tâm ông chồng không tu mà đi bị ổng câu thúc lại, bị cái ái nhiễm của ổng câu thúc buộc mình lại, mình nằm trong cái đó đó. Vậy mà kêu mình độ ổng. Ông mấy ngày nay tôi tu tôi hồi hướng cho ông không đó. Ông quay ngược lại ông nói ai cần mà hồi hướng, tao có cần mày hồi hướng. Nhưng mà tôi hồi hướng cháu. Sao độ ổng? Mình phải có cái bản lãnh của mình. Tự nhiên bản thân mình chuyển được mình rồi. Chuyển cái gì? Chuyển cái tâm nhiễm ô ổng, thương nhưng không nhiễm ô.
Thương là gì? Thương một cái duyên nợ mà thương sống cùng với nhau hết lòng hết dạ. Nhưng cái tâm mà hiểu về cái việc ái nhiệm, thông được chỗ này. Khi thông được chỗ này rồi mới chuyển được họ. Còn đem cái tâm tu cấm vào mê thì sao chuyển họ? Nên tu hoài mà không chuyển được họ. Niệm Phật là tốt, khuyên người ta niệm Phật, năn nỉ người ta niệm Phật. Năn nỉ là cái người kính trọng mình mới năn nỉ. Đó là đáp lại tình nhau. Còn cái người nó đã không chịu niệm Phật, năn nỉ nó làm gì? Năn nỉ gì vậy? Năn nỉ nó xem thường. Cái dĩa đồ ăn ngon đem ra, nè ăn đi. Không, không phải không? Không, tao ăn. Bưng lên ăn cho thật là ngon đi, cho nó chảy nước miếng chứ. Rồi mình mỗi ngày cứ đem cho mình ăn vậy, tự nhiên nó lợn nó hỏi xin miếng. Nó xin thiệt không? Sao bữa đó đưa không ăn? Bữa đó đưa chưa muốn ăn. Bây giờ muốn ăn phải không? Cho miếng nè. Hả bị kia. Tự nhiên nó ăn miếng cái nó ngon quá. Mày muốn có cho tôi ăn với nghe. Thì lúc đó mình nói muốn ăn cũng được, nhưng phải nghe lời thì cho ăn. Đúng rồi, mình chuyển người ta, thấy chưa? Chuyển rồi đó. Đó. Nhưng mà mình lại bị người ta chuyển, rồi đi tu mà toàn là bị người ta chuyển, rồi nghe đạo bị người ta chuyển không à. Đó. Cả mình là người tu mình phải nhận thức chỗ này. Dù ông thầy ông đi tu nhưng ông chỉ trẻ tuổi như con mình vậy đó. Ông thầy này nếu như mà ông sâu sắc, ông hiểu biết thì mình giúp ổng, mình kính trọng ổng, mình cũng phải kính trọng cái hình tướng của ổng. Là ổng là người xuất gia, người tu. Nhưng không phải ông nói cái gì mình cũng phải nghe ông. Tại vì sao? Dưới cái góc độ của ông thì tôi thấy ông không bằng tôi. Với xã hội, với đời đạo, ông không bằng tôi luôn. Nhưng mà vì hình tướng xuất gia của ông nên tôi kính trọng ông. Chứ không phải là ông nói mà tôi nghe. Ông nói tôi nghe, tôi phải xem ông làm những việc phải hơn tôi. Tôi mới nghe ông. Vừa cạo đầu hôm qua đắp y cái là chúng ta thầy, không có vừa đó đâu. Tí là kêu thầy nhưng mà chưa đâu. Và chúng ta cũng không nên xưng thầy luôn. Sao xưng thầy được? Thầy ai mà xưng? Không có chuyện đó, hiểu không? Bây giờ thí dụ như quý vị nói đạo pháp là phước duyên lớn. Như vậy bây giờ cái người này mỗi ngày họ đi vòng, họ kiếm ăn từ mình luôn. Vậy thì những đức hỏi quý vị, ai cho quý vị đạo pháp là người có phước? Đúng không? Năm xưa Đức Phật còn tại thế, tăng đoàn của Đức Phật đi khất thực, không phải vì ăn. Quý vị biết rằng người ta đi chỉ cần 3-4 căn nhà mà không ai cúng, là người ta đi đến gốc cây, người ta ngồi thiền định là khỏi ăn. Người ta có khả năng thiền diệt thực. Còn mình đi 10 căn nhà có đầy đủ rồi mà mình cũng đi nữa. Vậy thì cái việc khắc thực của mình hoàn toàn khác với cái nguyên lý khắc thực của Đức Thế Tôn. Nguyên lý này mình phải nắm được. Hiểu không? Khác hoàn toàn. Ngày xưa Đức Thế Tôn đi khắc thực, cái chữ khắc thực là gì? Là khắc pháp. Ngài chỉ dùng một miếng đồ ăn để đem cái giáo pháp truyền trao vì những cái ăn tình mà chúng sanh khi cúng dường cho Ngài. Mỗi một gia đình cúng dường thì Đức Phật sẽ truyền cho một bài pháp. Vì trong cái thời cuộc đó chưa có thể hội tụ có người tập trung về để nghe pháp, chưa ai biết được, nên phải dùng cách khắc thực để đem giáo pháp truyền từng nhà. Rồi một nhà truyền 10 nhà, 10 nhà truyền 100 nhà, mà từ từ người ta mới lăn lượt kéo đến kỳ viên Tịnh Xá nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, mới có cái nguyên lý đi khắc thực. Hãy hiểu cái điều này. Còn mình bây giờ vì miếng ăn đi khắc thực, làm gì nói là mình có phước. Chúng ta phải nhớ cái câu, nếu như cái hạt giống của chúng ta là đệ tử của Đức Phật, mà nếu như cầm binh bát đi khắc thực, cái hạt giống của chúng ta mà nhận cái củ cúng dường này, và tự tin không người nói nặng hơn cái người đi xin ăn. Vì đa phần cái người cúng dường cho quý thầy đều cầu, cầu an, cầu siêu, cầu phước lộc,
Còn người ta cúng dường cho người đi xin ăn ngoài đường nằm lê lết, người ta là tình thương mến thương mà cho. Cho xong rồi là quên, vì nghĩ tội nghiệp quá mà cho. Còn đối với người tu là người ta cúng dường. Chuyện cúng dường là chuyện cung kính cúng và con cầu nguyện sanh phước báo, phải không? Nên hạt gạo của người đi tu ăn nặng hơn hạt gạo của người đi xin ăn. Nếu như mình không có một cái đạo gì để chiên cho người ta, để dạy người ta, để tiêu hóa gạo này, thì tức khắc sanh nghiệp và bệnh hoạn, chết sớm và phải đọa lạc trầm luân. Cái này nguy hiểm lắm quý vị. Nên từ đâu đó nguyên lý của người đi tu mà gặp được cái duyên phục vụ chúng sanh, đúng là quý vị có phước thiệt á. Vì thật là có phước bao, quý vị mới gặp được cái duyên đi tu, mà gặp được một cái nơi mà người ta tạo điều kiện cho quý vị tu phước tu duyên. Nhiều huynh đệ Nhân Đức thấy Nhân Đức làm vậy mấy ông cũng thích, nhưng mà mấy ông có thể đi làm cùng với Nhân Đức không? Không, không, không đi làm cùng với Nhân Đức. Vì sao? Vì ai cũng có cái mặt thiệt là to hết, chứ làm sao chịu làm chúng. Bây giờ hỏi Nhân Đức, quý vị hỏi Nhân Đức, nếu như có người làm như vậy, thầy đi theo người đó làm không? Tôi là 100% tôi đi làm chung rồi, khỏi cần nói tới đi. Vì cái mặt tôi có thể để cho người khác ngồi lên được, mà tôi còn cái gì có cái mặt nữa mà nói là làm việc này mà còn gì không làm được. Chứ đừng có nói chi một người đã từng nhận mình, đã từng dạy mình, đã từng chỉ dạy mình mà cái mặt gì với người đó. Không có cái mặt gì với người đó chứ, hiểu không? Nên mình đi tu nên bỏ đi cái mặt kiêu ngạo của mình đi, thì tức khắc mình sẽ lãnh nhận được Phật pháp. Còn cái mặt kiêu ngạo đó là chướng đạo đó quý vị. Nghĩ đi. Được rồi. Đúng rõ ràng mà chia sẻ Phật pháp là duyên đến thì gặp, mà duyên hết thì xa. Đến là nói ào ào, hết là hết. Giống như đến đây, đến cũng không có cái việc mà chúng ta gọi là hẹn hò, mà đi chúng ta cũng không có chào hỏi. Vậy đi, lúc nào Phật rước thì đi nghe quý vị. Mỗi người mình nghe được pháp môn Tịnh Độ, gia đình mình nên thờ Phật Bồ Tát, một tượng Di Đà cũng được, hay là một pho tượng Bồ Tát Quán Thế Âm cũng được. Thí dụ như mình thờ Bồ Tát Quán Thế Âm mà mình niệm Di Đà được không? Được. Tại vì trên đỉnh đầu Bồ Tát Quán Thế Âm có tượng Di Đà. Vậy thì mình thờ một pho tượng của Di Đà, mình có niệm Bồ Tát Quán Thế Âm được không? Được. Vì Di Đà Quán Âm Thế Chí là Tây Phương Tam Thánh tiếp dẫn chúng sanh. Trong ba vị này thì thờ một vị nào tu Di Đà cũng được nhé. Trong nhà mình mà thờ Phật Bồ Tát, đây là phước lộc lớn nhất. Mình đi ra đi vào, mình nhìn Phật cái cũng có phước. Mỗi lần mình nhìn được Phật, mình gieo cái chủng tử để làm Phật. Nhìn Bồ Tát thì gieo chủng tử làm Bồ Tát. Nên trong gia đình mình mà có thờ Phật Bồ Tát, phước duyên cho mình lớn, phước duyên cho gia đình mình lớn. Và thăng bằng quyến thuộc, khi gia đình mình có đám cưới, đám giỗ gì, người ta đến một cái, người ta nhìn bằng thờ Phật Bồ Tát cái được kết duyên. Nên mình đi đến đây, chùa mình thì những đức đặt tượng Phật suốt. Mỗi tuần chủ nhật đều có tặng tượng Phật. Mà từ đó giờ những đức làm đúng một mô hình tượng ngồi. Lâu lâu thì có người đã cúng dường tượng đứng thì tặng thêm chút đỉnh. Chứ đa phần những đức đều là làm tượng ngồi không à. Những đức muốn nhắc mình là
gặp tịnh độ rồi không muốn đi đâu nữa. Muốn ở chỗ để niệm Phật thôi. Nên những đức cũng làm tượng ngồi. Mà ba pho tượng ở chùa mình tặng rất là đẹp. Rồi nước sơn thì vàng đẹp như gì nè, như tượng Phật trên bàn thờ. Mà cái mẫu tượng ta làm đẹp lắm. Ví dụ như mình nhìn Phật Bồ Tát đẹp, tự nhiên mình cũng thích lại. Chứ mình nhìn Phật Bồ Tát mà lùng xỉn xấu như những đức lại làm gì? Đúng không? Nên từ nơi đó mà Phật Bồ Tát phải đẹp. Nên chuyến này Phật tử người ta phát tâm, người ta sơn vàng hết tượng Phật á. Mà cái cô đó, nhà sách cô phát tâm, cô lát vàng hết luôn. Đến chùa mình lát vàng tính trên đất, trên cái điện trên thôi. Đến chùa mình cái tự nhiên trong lòng của quan hỷ vui với lắm, thích. Xin được lát vàng hết tượng Phật chùa, từ trên dưới rồi chánh điện cũ, chánh điện cũ trên đồ lát vàng hết. Chắc cũng nhiều vàng, 24. À. Mà làm mà phát tâm vui nghe, vui dữ lắm luôn. Vui mà đến nỗi mà làm xong rồi giống như mặt sáng đó luôn. Mấy người thợ người ta làm đến chùa mình cái vậy mà bữa nay ta cũng đến ta tu lại Quan Âm luôn. Mấy người thợ tự nhiên đến chùa mình, tự nhiên ta thích, tự nhiên ta nghe mà nói chuyện cũng vui, người ta phái. Người ta cũng đi đến đây, bữa nay đến đây lại Quan Âm, ngồi nghe Pháp được trong đây luôn. Nên tượng Phật là những đức cứ đặt tặng suốt. Có 10 công đức làm tượng Phật. Không phải 10 công đức đâu, mà cái số 10 đây là viên mãn. Đạt tượng Phật, làm tượng Phật để tặng cho người ta, khuyến tấn người ta gia đình nên thờ Phật Bồ Tát. Khi mình gia đình thờ Phật Bồ Tát thì con cháu mình từng đời ít gì nó cũng bị ảnh hưởng, quý vị. Trong nhà hoài mà làm gì không ảnh hưởng. Cứ trong nhà mỗi ngày nhìn hình tượng Phật Bồ Tát thì ảnh hưởng rồi. Nhớ. Nên về đây người nào mà nhà mình chưa thờ Phật đó, thì mình phải được sự đồng ý giữa vợ chồng đàng hoàng. Chứ đừng có nghe thích quá tự nhiên thỉnh đại đem gì. Mình thì mình thích, nhưng mà chồng mình có khi nó không thích thì sao? Chồng mình không thích rồi thì có khi nó phỉ báng. Có cái cô kia của thỉnh tượng Phật về, mừng quá mừng, vừa về tới nhà chồng nó bưng vào tượng đập cái bớt, bởi nát vào tượng. Nghĩa là Phật không có tính tội đối với cái người đập pho tượng Phật, không có tội với Phật, mà là họ mang cái tội của chính cái tâm họ đến với một vị đức hạnh lớn. Có nghĩa là từ cái tâm đó mà phá đức của họ sạch luôn, mà phúc đức đã hết rồi thì đọa lạc không có ngày ra. Phúc đức hết rồi thì khó có duyên tiếp nhận Phật Pháp. Nên họ đập tượng Phật Bồ Tát thì giống như là làm thân Phật ra máu, quý vị. Tại vì Phật không còn tại thế, còn tượng Phật, mà họ đập tượng Phật là cũng như họ làm thân Phật ra máu. Tội này liệt kê vào ngũ nghịch trọng tội, làm thân Phật ra máu. Chứ bây giờ mình coi trong cái cuộc đời này, bây giờ mình đi tìm Đức Phật đâu? Nên là mỗi một con người chúng ta đều có cái tâm làm Phật. Tự nhiên mình nhìn Phật lễ Phật, nhìn Bồ Tát lễ Bồ Tát, viết rồi cái tự tánh Phật, cái tự tánh Bồ Tát này hiển lộ ra. Nên mới nói là thờ Phật Bồ Tát trong nhà là phúc lộc lớn nhất.
Nếu như gia đình chưa từng thờ vị gì hết thì mình nên thờ Phật Bồ Tát thôi, đừng thờ thêm nữa. Còn nhà đã là có thờ thì thờ Phật Bồ Tát vào từ hôm nay là cử thắp nhang là A Di Đà Phật, pháp thắp nhang hình tượng nào cũng A Di Đà Phật, thắp nhang ông bà cũng A Di Đà Phật, mong họ đều về cực lạc hết. Nhớ mong họ đều về cực lạc hết đi. Cái tâm đó đó thì phúc lộc lớn là như vậy. Rồi con cháu mình nhìn thấy mình thắp nhang Phật Bồ Tát, lễ lại Phật Bồ Tát, làm theo, làm theo. Rồi nhà mình có thờ Phật Bồ Tát trong nhà, quý vị thấy qua cái trận dịch bệnh không, mình không đi đến chùa được, tại nhà mình tu được luôn. Nên gia đình mình, cái trang bị của gia đình mình phải khéo. Ví dụ như chiếc đèn bông sen này có cái điệu hộ niệm đi, mình để trên bàn thờ xuyên suốt, bật cái điệu hộ niệm bốn chữ á, đối đáp bốn chữ hộ niệm đó, thì mình để xuyên suốt luôn. Rồi gia đình mình có người già hay người bệnh đau, người yếu, chính cái đèn bông sen này, cái điệu hộ niệm này hộ niệm được luôn cho người trong nhà mình. Đó là trang bị đó quý vị. Tại vì con người sống mà ai mà không một lần ra đi, nên tính trước cái chuyện này để giúp đưa tiễn người ta đi về cực lạc. Sẵn gia đình có ngôi tam bảo luôn, đưa họ trước ngôi tam bảo cho nằm đó đó, hộ niệm đưa đi về cực lạc. Không nên từ nơi đó mà đây là cái trang bị tính trước á. Thí dụ như bây giờ mình quen ban hộ niệm này kia, nhưng mà lúc mà gia đình có hậu sự gì mình gọi ban hộ niệm đến, có khi mình chết queo. Nên mình phải chuẩn bị cái việc là mình hộ niệm mỗi ngày là nghe. Còn ông bà cha mẹ già cho nghe cái điệu hộ niệm bốn chữ nghe suốt, đến khi mà yếu yếu một cái là mình chính đích thân con cháu hộ niệm luôn. Một người hai người cũng hộ niệm được, nhiệt tình hộ niệm. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúng ta về chùa lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng ta được niệm Phật, nghe pháp một thờ, rồi xong chúng ta ra đây phóng sanh và cúng đi thực. Toàn thể đại chúng nguyện đem công đức này biết ơn Hòa Thượng xây chùa, nên chúng con hồi hướng cầu an cho Hòa Thượng, cầu nguyện Hòa Thượng có sức khỏe trụ thế gian lâu dài, và hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến của quý vị và tất cả chúng sanh khắp nơi đều được hưởng cái công đức phước duyên này, mà nguyện cầu quý vị luôn luôn được bình an. Và chúng ta nguyện đem cái công đức này hồi hướng cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết oan chết ức, hay tất cả những người chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới đều được thừa hưởng những cái công đức này, mà đều thần thức sáng suốt, biết nương về tam bảo, nương về bổ nguyện niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhờ đặng Phật tự chung ngã kim tí nhờ cung, từ thực biến thập phương nhất thiết Phật tự công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo, như đang ngũ tình chung ngã kim tí nhờ cung, thực biến thập phương nhất thiết hộ tình công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo, như đang cô hồn chung ngã kim tí nhờ cung,
Từ thực biến thập phương nhất thiết cô hồn công, công đức vô cẩm nhất thiết ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lộn lắng ta bà ha, án một lộn lắng ta bà ha, ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, tam bà và việc nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vạn sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nè, chúng ta làm lễ phóng sanh nha. À, mình về chùa thờ khóa tu nào cũng đa phần mình có làm lễ phóng sanh quý vị. Nhiều người bên chúng ta bị bệnh ung thư, bệnh này bệnh kia, những đức khuyên quý vị nên ăn chay trường á, đừng có nên ăn thịt nữa. Cái người ăn chay, cái tâm của mình nó sẽ mát dịu lắm. Và thêm cái nữa, nó nhẹ nhàng cái tâm dữ lắm. Chính những đức ăn chay, những đức thấy cái lợi ích của ăn chay nó thù thắng dữ lắm. Còn khi mà phóng sanh này, quý vị biết rằng phóng sanh là nó vui lắm. Mỗi lần mà mình thả cái con chim này, mình vỗ tay, mình niệm Phật, mình vui vẻ hoan hỷ đi, quý vị sẽ thấy cái cảm giác phóng sanh sao liền, đặc biệt dữ lắm. Mà có những người ta buồn giận gì, người ta phóng sanh cái ta hết buồn giận liền. Giống như là mình thả mấy con vật nó thoát khỏi chim lồng cá chậu, tự nhiên là mình có được cái quả báo là cái tâm bình an và vui liền. Đây là cái quan trọng lắm. Nên có nhiều người ta nói rằng là người ta không tin có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà súc sanh trước mặt họ mà họ không tin, có tam đồ lạ gì. Nên từ nơi đó mà trong tam đồ là có súc sanh, mà súc sanh đây còn gì. Vậy thì cái người chúng ta chết không phải hết, tính vào cái nhân quả để mình đi đâu, đúng không? Nếu như mà mình mà làm điều bậy bạ sai quấy thì làm súc sanh. Nên từ nơi đó có súc sanh. Nhưng mà súc sanh này là súc sanh có duyên trong ngôi tam bảo không? Có duyên ngôi tam bảo cũng tu mà tu tào lao, nên làm súc sanh.
tu cũng có tu nhưng mà lỡ tu tào lao, hiểu không? Nên đi súc sanh, nên có cái duyên Phật pháp này mới đi vô đây. Bây giờ quy y thả nó, bây giờ bỏ thân này là bỏ thân xong là ở đây là hết làm súc sanh, hiểu không? Từ nơi đó mà bây giờ chúng ta quy Phật, quy pháp, quy tăng cho những chú chim này. Thả nghe, vui vẻ hoan hỷ vô tay nghe. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng vui vẻ hoan hỷ vỗ tay niệm Phật để thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị an lạc nha. À, xuống ăn cơm, chúc quý vị ăn cơm ngon miệng. A Di Đà Phật.